Mau. Cá bạn ơi. Cái gì ạ? Mè à? Bự không? Không bự gì. Chép. Rất dở. Đâu không? Mới gì ạ? Được rồi, cái chép các bạn ơi. Một con cá chép đen nha các bạn. Cắm nền chép tổng hợp nha các bạn. Cắm nền nó hợp nha các bạn. Chép này được nửa ký các bạn. Ok. Cá bạn ơi. Một con cá chép hồng nha các bạn, quá tuyệt vời. Con này cần ký á, con này ký các bạn. Hai con cá chép đây nha các bạn, cắm nền tổng hợp mãi đỉnh.
Hôm nay là phần phần 3 mình đi test cám nền tổng hợp ở ngoài hồ Gia Ui nha các bạn. Thì hiện tại đã được hai con chép rồi nha. Hy vọng là sẽ kiếm được thêm vài con chép nữa để quay cho mọi người xem. Cái mồi này chép nó khoái ăn lắm các bạn à. Ok nha. Dễ dõi mà. Dùng dây các bạn ơi. Con cá rô phi các bạn ơi. À. Cắm nền tổng hợp nha các bạn, đánh dinh nha các bạn. Hôm nay hết mồi nền rồi, không còn cái gì hết á. Cám trộn với nước hồ là câu thôi. Ok. Ba em rồi, hai chép một rô phi. Cá chép nha các bạn. Con cá chép thứ ba nha. Ok. Chép rồi, dính cá nữa kìa. Ha ha.
mày dinh đi các bạn, một phát dính hai con, con chép con mày dinh. Thiệt trời trời, gì vậy? Đây các bạn, chép mày dinh gần hai con luôn. Ê, 5 giờ rồi các bạn ơi. Trời tối tối thui luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tổng kết cái buổi mình đi test cái cắm nền tổng hợp của ngày hôm nay nha các bạn. Đây, lề mình chăng ở đây nha các bạn. Đó, đây. Đây là cắm nền tổng hợp của Đam Mê Câu Cá mình nha các bạn. Đó, trộn với nước là câu thôi, chứ mình không có thêm mồi nền hay là bất cứ một cái thứ gì vô trong cái mồi này hết trơn á. Trộn nước là câu thôi. Đây nè, nè, mồi bao dẻo luôn rồi. Và đây là thành quả nha các bạn, ở ngoài vỏ. Hôm nay cá chép ăn quá trời ăn luôn rồi, ăn rất là nhiều. Nhưng mà chép ở cái hồ này nó nhỏ các bạn à, chứ nó không có to, không có được con trôi hết. Tính tìm kiếm được vài con trôi bay qua cho mọi người xem mà cái trôi nó không có vô bạn ạ. Đây các bạn, cá này bột được 1, 2, 3, 4 con chép, một con phi và một con cá mẹ dinh nha các bạn. Này, 4 con chép đúng không? 2, 3, 4, 5 con chép. Hôm nay được 5 con chép, một con cá chép vàng rất là đẹp, một con cô phi, một con mè dinh. Đó, ok nha các bạn. Đó, thành quả của bố câu ngày hôm nay đó. Mấy con cá này mình sẽ đem về nhà mình thả luôn xuống cái hồ yêu quý của mình. Đó, bây giờ là động cho nó sống nha các bạn. Ok rồi, vậy thôi. Ok, mình đây các bạn. Ok, mình kết thúc cái video đi test cái cám nền chép ở ngoài hồ Gia Ui nha các bạn. Và nếu các bạn yêu thích cái video này, hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.